Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Và tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có, có những tin tức đáng chú ý sau đây thưa quý vị. Tung chiến binh quen mà lạ và sân, thầy Park sẽ tặng Indonesia món quà đầy bất ngờ. Indonesia vốn chẳng lạ gì văn hậu, nhưng tuần Anh sẽ là dấu hỏi lớn cho đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong rất có thể sẽ là khắc tinh mà thầy Park dành cho hồ Indo. Gần 2 năm về trước, trở lại sau chấn thương dai dẳng kéo dài, Tuấn Anh từng khiến Malaysia phải ngỡ ngàng với màn trình diễn quả đội thuyết phục trên sân Mỹ Đình, dù chỉ chơi có một hiệp. Trận đấu ấy, Malaysia chơi pressing cực kỳ quyết liệt trên phần sân của tuyển Việt Nam. Sau một Tuấn Anh lột xác từ lối chơi nghệ sĩ thành một chiến binh thực thụ đã khiến đối thủ của thầy cho Park hang phải nản lòng. Với những pha đánh chặn bắt bài cực kỳ chính xác, cùng những pha cầm bóng thoát pressing ảo diệu của mình, tiền vệ người Thái Bình của Hoàng Anh Gia Lai đã khiến những pha cầm bóng tấn công ở trung lộ, những pha tranh chấp ở khu vực giữa sân, cũng như là pha pressing cực kỳ quyết liệt của Malaysia trở nên vô hại thấy rõ. Ngày ấy, thầy trò ông Park ha chiến thắng nhọc nhằn bằng bàn thắng mang đậm chất siêu phẩm của Quang Hải. Song dồn lớn nhất nằm ở màn trình diễn khi có bóng là nghệ sĩ, khi mất bóng là chiến binh của Tuấn Anh. Màn trình diễn ấy giúp tuyển Việt Nam không những lấy được sự cân bằng về mặt thế trận mà còn là đòn đánh mạnh vào tinh thần của đối phương và vỡ chiến thuật của Malaysia, vô hiệu hóa lối chơi áp sát giết bóng của họ. Chấn thương gặp phải ở hiệp 1 trận đầu ấy khiến Tuấn Anh không thể ra sân trong trận đối đầu Indo ở Bali ngay sau đó. May mắn cho tuyển Việt Nam, đấy là thời điểm Indo yếu nhất thầy cho ông Park dễ dàng giành chiến thắng đậm đà 3-1 trên sân khách, qua đó xây chắc ngôi đầu bảng. Mùa giải V-League này, Tuấn Anh không có đóng góp nhiều cho thành công rực rỡ của đội nhà Hoàng Anh Gia Lai. Bởi chấn thương gặp phải từ đầu mùa và hiện tại vẫn đang khiến người hâm mộ Việt Nam lo lắng bởi phong độ ngày trở lại vẫn chưa thực sự thuyết phục. Nhưng cũng bởi thế, tiền vệ này hiện tại vẫn là bí ẩn lớn mà Indonesia cần lời giải đáp. Xét về các tuyến của tuyển Việt Nam hiện tại, hàng tiền vệ vẫn đang là điểm yếu nhất dấu ấn bằng cặp tiền vệ trung tâm hùng dũng Tuấn Anh để lại trong lòng người hâm mộ cũng như các đối thủ là quá lớn, khiến khi Hùng Dũng dính chấn thương nặng, Tuấn Anh chưa lấy lại được phong độ, nỗi lo cực lớn đè nặng lên đôi vai của huấn luyện viên Park Haeser. Thói quen dùng người quen của nhà cầm quân người Hàn Quốc là điều ai cũng biết, phải tìm người lấp chỗ trống cho một cầu thủ không thể thay thế như Hùng Dũng, Hàn thầy Park phải cực kỳ đau đầu, nhưng chính bởi thế, ông càng đặt niềm tin lớn vào Tuấn Anh, tiền vệ luôn chiếm được 100% lòng tin của ông dù chơi cực hay ở trận hòa với Thái Lan, song Indonesia kịp để lộ những điểm yếu mà không hề nhỏ của mình. Lớn nhất trong số đó là việc bốn tiền vệ của họ chơi quá xa nhau, điều này khiến Tuấn Anh dễ chơi hơn rất nhiều, dù cho người được bố trí đã cặp tiền vệ với mình là ai. Kỹ thuật và tầm quan sát của tiền vệ này đem lại sự vững chãi và chủ động cho tuyển Việt Nam ở khu vực giữa sân. Thêm vào đó, lối chơi pressing cực kỳ quyết liệt của cầu thủ trẻ Indo lại là làm món khoái khẩu của Tuấn Anh. Nhìn vào những gì tiền vệ này từng làm ở trận Malaysia gần 2 năm về trước, người hâm mộ Việt Nam có thể hoàn toàn yên tâm. Dù huấn luyện viên Park có từng lộ ra chút lo lắng khi khẳng định Indonesia khác nhiều so với lượt đi trong cuộc họp báo tối qua. Từ Việt Nam cần một chiến thắng, học trò của ông Park Hang-seo cần phải ghi bàn và lưới Indo. Thực tế trận đấu giữa Indo với Thái Lan vừa qua cho thấy ghi bàn và lưới đội bóng này không quá khó, miễn là biết cách khai thác khoảng trống vốn khá lớn giữa các hậu vệ của họ cũng như lối chơi có phần tự phát của các hậu vệ trẻ này. Khi đó, Tuấn Anh đóng vai trò ngồi nổ cực kỳ quan trọng, giúp đồng đội của mình có pha thần tốc, phản công dựa trên khả năng chuyển đổi trạng thái phòng ngự sang phản công bằng những pha đánh chặn tài hòa, cũng như những pha thoát pressing ngoạn mục của mình. Tuấn Anh trở lại tuyển Việt Nam có được chiến thắng đầu tay khi bàn ấy nằm trong đầu huấn luyện viên Park từ lâu và chỉ còn chờ Tuấn Anh biến nó thành hiện thực. Tin tiếp theo, lời nguyên của huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ là vũ khí đáng sợ nhất để Việt Nam hạ Indo. Thưa quý vị, không phải ngẫu nhiên truyền thông xứ vạn đảo lo lắng về lời nguyên của huấn luyện viên Park trước thêm trận đấu giữa Indo gặp tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang Seo nhân tố khiến người Indo lo sợ nhất Việt Nam vốn là đối thủ quen thuộc với tuyển Indo khi hai đội từng đối đầu nhau 24 lần kể từ ngày đầu thập niên 90. Nếu tính tổng các lần đối đầu, tuyển Indo giành kết quả tích cực hơn khi thắng tới 9 trận, tuyển Việt Nam chỉ thắng 6, còn lại kết thúc tỷ số hòa. Thế nhưng sự chênh lệch đó trở nên vô nghĩa từ khi huấn luyện viên Park Ha Seo dẫn dắt bóng đá Việt Nam ngay trước triều đại huấn luyện viên Park. Tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Hữu Thắng từ gục ngã trước Indo 1-2 ở AF Cup 2016. Đây chính là lần gần nhất đội bóng xứ vạn đảo có thể đánh bại tuyển Việt Nam. Kể từ khi ông Park sang Việt Nam, chúng ta từng có 4 lần gặp Indo ở các cấp tuyển quốc gia và U22. Lần gặp đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 3 năm 2019, U22 Việt Nam đánh bại đối thủ nhờ bàn thắng duy nhất của Triệu Việt Hưng ở thời điểm cuối trận. Trận này khiến Indo gặp rất nhiều khó khăn và sau đó họ để thảm bại 0-4 trước Thái Lan. Sau cuộc đọ sức lần ấy, huấn luyện viên Park dẫn dắt Việt Nam đối đầu Indo ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra trên sân Captain 1 Quay Jandipta vào tháng 10 năm 2019. Đây thực sự là nỗi ác mộng với đội bóng xứ vạn đảo bởi thầy trò Simon McManamy dễ dàng thua Việt Nam 1-3. Bằng chứng rõ ràng nhất cho sự vượt trội của huấn luyện viên Park khi đối đầu Indo chính là trận chung kết SEA Games 2019 diễn ra trên đất Philippines. Khi đó U22 Việt Nam rời trường thầy Park, thi đấu áp đảo đánh bại đối thủ tỷ số 3-0. Trước đó, hai đội từng gặp nhau ở vòng bảng. Mặc dù U22 Indo vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Stani Rizky Faji, nhưng sau đó, nhờ những điều chỉnh của thầy Park, U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại đối thủ sau các pha làm bàn của Thanh Trung, Hoàng Đức. Như vậy, cả bốn lần đối đầu Indo ở hai cấp tuyển quốc gia và U22, huấn luyện viên Park Ha-seo đang giữ thành tích toàn thắng. Chắc chắn huấn luyện viên Park là vị thuyền trưởng duy nhất cho bóng đá lịch sử Việt Nam làm được điều này và hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên truyền thông Indo lại dùng cụm từ lời nguyên của huấn luyện viên Paharser để nói về khó khăn của đội nhà ngay thời điểm hai tuyển quốc gia tái ngộ nhau tại vòng loại World Cup diễn ra 23 giờ 45 phút tối ngày 7 tháng 6 theo giờ Việt Nam đại bàng trước nguy cơ gãy cánh Indonesia lấy gì phục thủ từ Việt Nam đúng như lời huấn luyện viên Shin vừa nói trong cuộc họp báo trước trận. Trong quá khứ, huấn luyện viên Shin từng nhiều lần đánh bại huấn luyện viên Park khi hai nhà cầm quân đối đầu nhau hồi dẫn dắt tại đội bóng Hàn Quốc. Song đấy chỉ là quá khứ, hiện tại đã khác quá nhiều, cán kênh cũng tranh lệch hoàn toàn nghiêng về phía Việt Nam. Ở trận đấu trước, Indo thành công với việc cầm hòa hai đều trước Thái Lan, nhưng trận này phần nào để lộ tử huyệt của tuyển Indo, đó là vấn đề thể trạng cầu thủ. Vài ngày trước, truyền thông xứ Vạn Đảo cho rằng trận gặp Thái Lan, nhiều cầu thủ Indo tỏ rõ sự mệt mỏi trong khoảng 10 phút cuối trận. Họ gần như kiệt sức Thực tế ở trận ấy, tuyển Indo cũng có tới 3 trường hợp dính chấn thương, gồm hai ngôi sao tấn công Iki Malana, Witan Suleiman, lẫn một tiền vệ phòng ngự Kadek Agung. Tờ CNN Indonesia cho hay, ngoài 3 cầu thủ dính chấn thương, bỏ ngỏ khả năng góp mặt ở trận gặp Việt Nam. Trong đội hình tuyển Indo còn có 3 cầu thủ khác không đủ thể lực thi đấu, bao gồm Rioji Utumo, Andy Sajo và Koko Ari Araja. Rõ ràng việc nghỉ thi đấu dài hạn do tác động của dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến nền tảng thể lực của cầu thủ Indo. Đây là điều được truyền thông Indo nhắc tới nhiều lần suốt những ngày qua. Nguy cơ mất người vì chấn thương, cộng thêm việc trải qua trận mất sức với Thái Lan, chắc chắn Indo gặp thêm rất nhiều khó khăn khi đối đầu Việt Nam. So với đối thủ, thầy trò ông Pahasa có lợi thế không nhỏ, bởi đây mới là trận đầu tiên của chúng ta trên đất UAE. Nếu trường hợp Iki Malana, Wittai Suleiman, Kadek Agung vắng mặt vào tối nay, rất có thể đại bàng bị gãy cánh. Điều này trực tiếp tạo thêm cơ hội lớn để Việt Nam giành chiến thắng, củng cố ngôi đầu bảng G. Vừa qua, truyền thông Indo cho rằng ở cuộc đối đầu lần này, Evan Dimas và đồng đội làm tất cả phục thủ từ Việt Nam sau trận thua thầy chó ông Park ở chung kết SEA Games 2019. Xong có bột thì mới gột nên hồ, chỉ e rằng với rất nhiều bất lợi, Indo chẳng thể phục thủ mà còn nợ chồng thêm nợ trước thầy trò ông Park Hasser. Tin tiếp theo, báo Indo lại công kích Mỉa hai Văn Hậu là kẻ hủy diệt trước thềm đại chiến. Thưa quý vị, một lần nữa truyền thông xứ Vạn Đảo lại dùng những từ khó nghe để nói về Văn Hậu. Sáng ngày 7 tháng 6, tờ Indo Sport đăng bài viết với tiêu đề Evan Dimas hãy cẩn thận, vì Việt Nam sẵn sàng tung ra sân hậu vệ kẻ hủy diệt. Cây vút Deltatus Granas Muti <laughs> lại công kích Văn Hậu bằng việc nhắc đến trận chung kết SEA Games 2019. Đội trưởng của tuyển Indonesia Evan Dimas cần phải cẩn thận bởi tuyển Việt Nam sẵn sàng dùng một hậu vệ từ khiến anh bị gãy chân. Theo các báo cáo, huấn luyện viên Park dự kiến tung hậu vệ trụ cột văn hậu đá chính. Cựu cầu thủ Hiran Vin đã bình phục sau chấn thương dài hạn và chơi tốt khi tuyển Việt Nam đã giao hữu Jordan cách đây vài ngày. Evan Dimas từng bị văn hậu phạm lỗi dẫn tới chấn thương nặng trong trận chung kết SEA Games 2019 khi tiểu bằng Evan Dimas từ Việt Nam thoải mái triển khai tấn công, rồi chọc thủng lưới Indo ba bàn không gỡ. Trong khi đó, tiền vệ của câu lạc bộ Bajankara FC chính là cầu thủ xuất sắc nhất khi tuyển Indo cầm hòa hai đều trước Thái Lan ngày 3 tháng 6. Ngoài việc nhắc tới văn hậu, Indo Sport cũng trích phát biểu của thủ môn trẻ tuyển Indo Nadeo Agawinata bày tỏ sự lạc quan và kịch bản cùng đồng đội đánh bại Việt Nam. Với những nhân tố mới ở tuyển quốc gia, chúng tôi hăng hái và quyết tâm hơn. Tôi nghĩ rằng trong hai trận đấu còn lại gặp Việt Nam và UAE, chúng tôi cần phải tự tin lạc quan để giành được những chiến thắng. Nadeo Agwinnata trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ Indonesia sau khi để lại nhiều ấn tượng trong trận hòa Thái Lan hai đều. Anh thường xuyên la hét mắng mỏ đồng đội nếu họ tỏ ra không chắc chắn trong phòng ngự. Phút bù giờ hiệp 2, thủ môn này có hành động hét vào mặt Rizky Rio và người hâm mộ xứ vạn đảo cho rằng Indonesia cần có những nhân tố như vậy để khích lệ tinh thần chiến đấu của toàn đội. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!